Mazda CX-5 2024 vừa ra mắt ở Malaysia với 5 phiên bản cùng tùy chọn động cơ xăng và diesel. Cụ thể phiên bản mid có giá từ 715 triệu. Giá của phiên bản 2 từ 798 triệu. Nếu muốn sở hữu phiên bản 2.5G2, khách hàng cần chi ra số tiền từ 866 triệu. Phiên bản động cơ diesel 2.2D2 WD2 có giá niêm yết 893 triệu. Đắt nhất là phiên bản động cơ xăng tăng áp 2.5G AWD2 với giá từ 935 triệu. Mazda CX-5 2024 có các tùy chọn màu ngoại thất như Jet Black, Snowflake White Pearl, Mars Hill Grey, Deep Crystal Blue, Solid Crystal, Polymetal Grey và Platinum Quartz. Một số thay đổi đáng chú ý bao gồm mặt trước được thiết kế lại theo kiểu 3 chiều hơn, lưới tản nhiệt và cản trước sửa đổi có khe hút gió trung tâm nhỏ hơn. Phiên bản mid có tính năng mở cửa không cần chìa khóa tiên tiến, trong khi các biến thể 2 trở lên có lẫy chuyển số phía sau vô lăng và đèn pha LED. Xe sử dụng bộ la răng hợp kim đường kính 17 inch trên các biến thể mid và 2. Các phiên bản còn lại dùng mâm 19 inch. Từ phiên bản 2.5G2 WD2 trở lên, ghế lái và hành khách phía trước có tính năng thông gió, cụm đồng hồ là màn hình TFT LCD 7 inch. Hai biến thể thấp có màn hình 4.6 inch. Về ghế ngồi, ghế trước bản mid được bọc vải và chỉnh tay 6 hướng cho người lái, 4 hướng cho hành khách phía trước. Các biến thể 2 trở lên được bọc da, chỉnh điện 10 hướng, ghi nhớ 2 vị trí cho ghế lái, còn ghế hành khách phía trước chỉnh điện 6 hướng. Tất cả các phiên bản đều sử dụng màn hình giải trí cảm ứng 8 inch, tương thích với Android Auto, Apple CarPlay không dây, dàn âm thanh 6 loa, 4 cổng USB, sạc không dây cho smartphone. Phiên bản 2 trở lên có camera 360 độ. Phiên bản mid chỉ có camera lùi. Các phiên bản từ 2 trở đi nhận được hệ thống hỗ trợ người lái tiên tiến gồm đèn chiếu sáng thích ứng phía trước, giám sát điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, hệ thống cảnh báo trạch làn đường, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo sự chú ý của người lái, thông minh hỗ trợ phanh trong thành phố, hỗ trợ phanh thông minh, kiểm soát hành trình bằng radar, hỗ trợ hành trình,